Vậy là mình đi khó bất năng xâm mà mi. Còn suy mang dữ liệu học là quy tánh xa sự sáng sanh à, đinh nai đai nam. Vậy là mình đi khó bất năng xâm mà mi. Còn suy mang dữ liệu học là quy tánh xa sự trộm cắp cà mê sụp mít cha cha ra. Về là mà đi sẽ có bất thân xâm mạnh giảm mi. Còn xin bây giờ điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Một sao qua đam. Về là mà đi sẽ có bất thân xâm mạnh giảm mi. Còn xin bây giờ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura mê ra nhâm mạnh cha pa ma đa tha nam về là mà đi sẽ có bất thân sanh mạnh giảm mi. Còn xin mang như điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikkhapadang sammadiyami. Con xin vâng chữ điều học là cúi tránh xa sự sát sanh. Adinnadana veramani sikkhapadang sammadiyami. Con xin vâng chữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchacara veramani sikkhapadang sammadiyami. Con xin vâng chữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikkhapadang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Surameraya-ma-cappa-ma-dathana veramani sikkhapadang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự dối uống rượu và các chất say. Ít mà ni bánh chả sẽ khá bệnh hà ni sẽ tụ cần cả toàn ngập bá ma đê nên ít chả cả lăng xa ma rắc khi ta băng. Phật tử sau khi tỏ trì tâm quy mà ngủ dưới là tâm bảo rồi phải nắm mới giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. À ma phàn tê dạ xin vâng. Lê na su vi tinh dân tích si lê na phu ca sam ba đan si lê na ni bu tinh dân ti ta mai si lăng quỷ số thát dê. Các chân sinh đi sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thay, ngài con xin sám hối chư Tam Bảo. Utamange na wande hang pa da pang sung varu tamang. Bhute yo khalito do so puto khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Utamange na wande hang thamman jaduvithang varang. Tham mê yô khá lý tô đô sô tham mô khá mát tu tàng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. U tam mang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tam mang. Sang khe yo khalito do so sang kho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng.
Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Và chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Bồ Tát Thích Ca Phật Mạng Ca Lăng Ra Khăn Thích Ca Phật Đề Bồ Tát Thích Ca Phật Hai Nu Pha Vệ Na Sa Đa So Thi Phu Văn Tu Te Bồ Tát Thích Ca Phật Mạng Ca Lăng Ra Khăn Thích Ca Phật Đề Bồ Tát Thích Ca Phật Tham Ma Nu Pha Vệ Na Sa Đa So Thi Phu Văn Tu Te Bồ Tát Thích Ca Phật Mạng Ca Lăng Ra Khăn Thích Ca Phật Đề Bồ Tát Thích Ca Phật Sang Kha Hai Nu Pha Vệ Na Sa Đa So Thi Phật Anh Tu Tê Tất Cả Hạnh Phúc Hằng Có Điển Người Cầu Xin Chư Thiên Hộ Trì Điển Người. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo Pháp, do nhờ quả đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sư Hoa Thác Lạc Thô Sục Tổ Bồ Rô Nó Hồ Bồ Tát Sa Sa Nê A Rô Gô Sục Tổ Hôi Sa Sập Bê Nha Thiết Vị Sa ta la tha su ta bu ru na ha bu ta sa cha ne a ro ga su ta hu i cha ha cha pe nya ti pi te a ta la tha su ta bu ru na ha bu ta sa cha ne a ro ga su ta hu ta sa cha pe i nya ti pi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thái. Sitya Chanagatha Xin tham ân tu xin tham ân tu xin tham ân thủy nâng khó lăng ệ tà sư minh rát tà nát tà yà sư minh xâm bát xa đà nà chê tà xôn. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la kam mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa be fa ri fa wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang pu nya pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni ve da yum sa be lo kam ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nun nyang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy thọ thích nhận phần phước vật thật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Vi đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Vi đăng quá tâm mê bù nhàng à sa quá kha yô quá hàm hô tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe puratima yadisa yasata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Sabbe puratimaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakkhinaya disaya sata avera sukhi. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakkhinaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacchimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacchimaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu ditukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikkhayukha hontu arogya hontu Sampatthi samicchantu sukhi attanang pariharantu dukkhapattacchani dukkha phayapattacchani phaya sokapattacchani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ ở chư mình, cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy á, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. À, với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin độ trì quy chúng, con xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4:28 sáng giờ Việt Nam, thì không biết sư rảnh tay có mặt trước máy hay chưa. Nếu có cho con bàn tay tín hiệu để con nhường mic lại cho sư bắt đầu chương trình sinh hoạt câu kinh pháp cú sáng nay. Sa thú con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Mai nhé, Nam mô Sang Thầy nhé. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ, xin chào chị Thiền Nam tín nữ. Mình chào quý chân ngộ này, Thông Nhật, Nguyễn Mộng, Kim Nhung, Quỳnh Sang, Sít Thái, Thái An,
Hôm trước nghe Sĩ Hồng Mai gọi là chị, không biết có ai vậy, có phải không? Sĩ Thái An 17 ha, Huynh Giang Nhật Hà, Sĩ Thi Lâm, Sĩ Meta, Sĩ Kim, Đạo Hữu Hoa Mai, Charino, Sư Thiện Vũ, nhiều cái nick này mới ha. Chúc quý vị an vui. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 102. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt thù ma hê si dạ thang thang các tổ lô phú tâm bộ sắp bá các rùi về các bộ lô các sa sa thai cho nó đầm mắt cô quý đồ quanh đà má hành tầng nó ra cù cho này dễ cần như lai giấc ngộ pháp màu ngày bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói chân tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật thân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bất Đi Bồ Tát Ta Sa Sa Thu Nô Lô Ca Nam Mô Tháng Sa Quy Na Ca Rô Cô Tháp Bình Như Quý Tháp Bất Đi Bồ Tát Sa Nhã Tổ Quần Đà Má Hành Tần Na Ra Pù. Cái này giáo cần pháp bảo như anh bạn như là soi sáng vạn màng vô minh phá tan lòng đặt chúng sinh để nhận Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sanh khô quý số thô chú vết tá sát sao quá khô sát sao chú cao mô rất thầm mất sát các cô niên đà bất sẵn xa đi hà nà đá rộ quá rộ quanh đà má hành tăng đá rắc phù. Cái này giá cần Tăng Bảo trên băng Phật Đà tâm học không rõ để mà thoát thân các ngài thân tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị con xin lễ lễ tăng hì đảnh cho công chúng nhớ đi cúng dường. Rất là nát tây giá tây chê nát sách tha mê e tu quát khá năng tác xa bí à lúc vào quê nát xa hát xa dê nát sách chạch tú cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tánh hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bố Thầy Gia phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Câu đầu tiên vô chê ga tha sát tăng pha chê vô chê ga tha tăng pha xê vô chê ga tha sát tăng pha xê. Vì còn nghe rõ không? Rồi câu số 2 anát tháp bát đát sang hít ta anát tháp bát đát sang hít ta anát tháp bát đát sang hít ta. Bây giờ chúng ta ôn câu 1, câu 2 ha. Vô chê ga tha sát tăng pha xê anát tháp bát đát sằng hít ta vô chê ga tha sát tăng pha xê anát tháp bát đát sằng hít ta vô chê ga tha sát tăng pha xê anát tháp bát đát sằng hít ta. Rồi câu 3, câu 4 ê cần thầm ma bát đăng say vô ê cần thầm ma bát đăng say vô ê cần thầm ma bát đăng say vô. Và câu cuối dân suốt tòa u bá sâm ma tí dân suốt tòa u bá sâm ma tí dân suốt tòa u bá sâm ma tí. Dạ, ôn lại câu 3, câu 4 ha.
Ekaṃ dhamma padaṃ sayo yaṃ suttvā upasammati. Ekaṃ dhamma padaṃ sayo yaṃ suttvā upasammati. Ekaṃ dhamma padaṃ sayo yaṃ suttvā upasammati. Bây giờ chúng ta ôn lại nguyên câu ha. Vô chế à, đúng rồi, vô chế ga tha sát tăng pha xe na tha bát đa sanh hi ta e căn tha bát đăng say vô yàn suốt tòa upasammati. Vô chế ga tha sát tăng pha xe na tha bát đa sanh hi ta e căn ma bát đăng say vô yàn suốt tòa upasammati. Vô chế ga tha sát tăng pha xe nát tha bát đa sanh hi ta e căn tham ma bát đăng say vô yàn suốt tòa upasammati. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai. Vô chế ga tha sát tăng pha xe nát tha bát đa sanh hi ta ê căn tham ma bát đăng say vô yàn suốt tòa upasammati. Vô chế ga tha sát tăng pha xê anát tha bát đa sanh hi ta ê căn tham ma bát đăng say vô yàn suốt tòa upasammati. Lần nữa ha. Vô chê ga tha sát tăng pha xê á nát tha bát đa sanh hi ta ê căn tham ma bát đăng say vô yàn suốt tòa upasammati. À, như vậy trường âm đoạn âm chúng ta có hai cách đọc ha. Bây giờ qua giọng kể. Vô chê ga tha sa tăng pha xê ngã na tha ba đa san hi ta e căn tham ma ba đang xây dựng dân su toa u ba sam ma tiền. Vô chê ga tha sa tăng pha xê ngã na tha ba đa san hi ta ê căn tham ma ba đang xây dựng dân su toa u ba sam ma tiền. Vô chê ga tha sa tăng pha xin na tha ba đa san hi ta ê căn tham ma bạn đang xây dựng dân su toa u ba sam ma tìm. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịch lạc. À, mời Thích Mê Ta, Thích Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung. Dạ, cảm ơn cô Thiện Vũ, cảm ơn cô Kim cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Sư Quán Không cùng quý sư. Dạ, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 102. Vô chê ga tha sa tăng pha xê a nát tha ba đa sang hi ta ê căn tham ma ba đăng say vô dặn suốt tòa u ba sam ma ti. Dạ, con xin phân tích ạ. Vô chê ga tha là bốn trường âm thông thường, xá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo dấu nguyên âm, pha xê
là hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nát trường âm nhấn, thá bá đá là ba đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường, ê trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm trường âm nhấn, má bá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xây trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ú bá hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại hết bài. Vô chê ga tha sa tăng pha xê anat tha ba đa sang hi ta ê căng thăm má ba đăng say vô văn suốt toa u ba sam ma ti vô chê ga tha sa tăng pha xê anat tha ba đa sang hi ta ê căng thăm má ba đăng say vô văn suốt và Ubasamati. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Vô chế ga tha sa tăng pha se anatta ba da tăng hi ta e căng tham ma ba đăng say yo yang suốt toa u ba sam ma ti. Dạ con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý sư, quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ con kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Không, sư Tuệ Đức, các sư và các cô tu nữ, cùng quý vị Phật tử trong đạo tràng. Coffee nữa. Coffee, lấy cái coffee. Ai không bị vui việc á. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 102. Ủa sao có một người, hai người. Sao có một người nghe rõ vậy? Có một người nghe rõ thôi ạ. Âm thanh rồi, hai người đủ rồi. Ba người luôn. Vậy quá rõ rồi. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 102. Vô chê ga tha sát tăng tha xê ác na tha pa đa sẵn hi ta ê khăn thầm ma pa đăng say vô văn xúc tò úp pa sầm ma tí. Vô chê ga tha sát tăng tha xê ác na tha pa sát tăng hi ta ê khăn thầm ma pa đăng say vô văn xúc tò úp pa sầm ma tí. Để con đọc lại, con mắc cười quá, cái copy con để chữ copy lên. Vô chê ga tha sát tăng tha xê anát tha phá đá sẵn hí ta ê khăn thầm ma phá đăng xây vô văn xúc tò úp phá sầm mát tí. Phân tích câu 1 và câu 2. Vô chê ga tha bốn trường âm thông thường, xá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha xê hai trường âm thông thường. Câu số 2. Á đoạn âm, nát trường âm nhấn, thá bá đá ba đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và câu 3, câu 4. Vô chê ga tha sa tăng tha xê ác na tha pha xăng hí ta ê khăn thầm ma pha đăng xây vô văn xúc to úp pha sầm mát tí. Vô chê ga tha sát tăng tha xê
Anathapada Sanghita Ekang Thammapadang Sayo Yang Sutta Upasammati. Phân tích câu số 3, E trường âm thông thường, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm trường âm ngắn, má phá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm ngắn, vô trường âm thông thường, câu cúng cụi hay câu cuối cùng, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xúc trường âm ngắn, to trường âm thông thường, ú bá hai đoạn âm, xăm trường âm ngắn, má tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ê căng thầm má phá đằng xây vô dằn xúc tò úp phá xầm má tí. Vô chê gà thà sắp tăng phà xê ác nát thà phá đát sẵn hi tà. Ê căng thầm má phá đằng xây vô dằn xúc tò úp phá xầm má tí. Yo che ga tha sa tang ba se ak na tha ba da sang hi ta e khang tham ma pa dang sai yo yang suk to u ba samati yo che ga tha sa tang pha se anak tha ba da sang hi ta ê khăng thăm ma pa đăng say vô dặn sụng to u ba sâm ma ti. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 102. Coi. Rồi mấy hôm rồi sư bị chích người, sư không có khỏe đó. Sư làm xong công việc là sư đi nghỉ. À, cảm ơn Hồng Thị Kim Ngôn tặng cà phê hả? Chứ không phải để chữ coffee hả? Không để chữ coffee, người ta uống cà phê hả? À, tôi không biết uống cà phê, tôi uống cà phê không được mà tôi cũng không biết uống rượu luôn. Uống trà thì cũng không biết luôn. Nó đắng quá, uống nước lạnh không à, uống nước lọc thôi. Mà sư núp lùm hơn sư. Sư cũng khỏe thôi, sư nghỉ khỏe đi. Quý vị có thấy tôi đọc sai cái gì không quý vị? À, quý vị cho biết nha. Chè đậu đen đỏ đó chị. Chè đậu đỏ. Chè đậu đen đó. Ồ, chè đậu đen ngon lắm. Nấu đậu đen mà ngâm đậu đen phải lâu lâu nó nấu mới mềm được. Mà tôi thích ăn cháo đậu đen á. Cháo đậu đen ngon lắm. Cháo đậu đen ở dưới miền Tây á. Mà ở dưới quê đó người ta ăn ở chợ Vĩnh Long má tôi đi. Có một cái dẫn tôi ăn một lần, người ta ăn cháo đậu đen nhiều thứ lắm, có dừa mắm, có các kho, các hạt tiêu nhỏ nhỏ, rồi thịt, rồi hột vịt muối, nó nhiều thứ lắm, ăn chung cái đậu đen tôi thấy ngộ quá. Tôi tưởng là tôi nói tôi ăn cháo đậu đen chứ bỏ nước dừa vô ăn với đường thôi, tại tôi thích ăn chè đậu đen với nước dừa vậy đó. Còn má tôi ăn đủ thứ. Sau này cái tôi cũng bắt chước ăn giống vậy, thấy cũng ngon lắm, nhưng mà nấu đậu đen nó hay bị khét lắm, phải quậy hoài, không quậy nó khét hoài. Rồi. Cảm ơn quý vị đã cho bồng qua nha, mỏi nhọn quá. Chim Nhung tiếp tại cái tiếp không? Thôi, đi ngủ giờ. Dạ. Alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc câu kệ ngôn số 102 ạ. Yo che ga tha sa tăng pha se ana tha bằng hi ta e căng tham ma ba đằng say vô dằng sút tòa u ba sam ma ti vô chê ga tha sa tăng pha se anat tha ba đa sang hi ta e căng tham ma ba đằng say vô dằng sút tòa u ba sam ma ti. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc,
là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yo che ga tha là bốn trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha xê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thá, bá, đá là ba đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Yo che ga tha sa tăng pha se anat tha ba da sang hi ta. E là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm nhấn, má bá là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, yo là trường âm thông thường, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ú bá là hai đoạn âm, xăm là trường âm nhấn, má tí là hai đoạn âm. Ê căng thăm ma ba đăng say yô giang sút toa ú ba xăm má tí. Yô chê ga tha sa tăng pha se ana tha ba đa sang hi ta. Ê căng thăm ma ba đăng say yô giang sút toa ú ba xăm má tí. Con xin kệ ạ. Yo che ga tha sa tăng pha se anatha ba đa sang hi ta e căng tham măng ba đăng say yo dân sút toa u ba sam ma tim. Yo che ga tha sa tăng pha se anatha ba đa sang hi ta ê căng tham ma bà đang say yo dân sút toa u bà sam ma ti. Dầu nói câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư. Thân mời Thiện Vũ ạ. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Quán Không, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 102. Yo che ga tha sa tăng pha se anat tha pa da sang hi ta. E căng tham ma pa đăng say yo yang sút toa upasam mati. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yo che ga tha, bốn trường âm thông thường, xá, đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha, xê, hai trường âm thông thường, á, đoạn âm, nát, trường âm nhấn, thá, bá, đá, ba đoạn âm, xăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí, đoạn âm, ta, trường âm thông thường, yo che ga tha sang pha se anat tha ba da sang hi ta. Con xin phân tích câu 3, câu 4. E trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm trường âm nhấn, má bá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, yo trường âm thông thường, yang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ú bá hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, má tí hai đoạn âm. Ê căng thăm ma phát đăng xây yô giang sút toa ú bá xăm má tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 102. Yô chê ga tha sát tam pha se anat tha ba da sang hi ta. E căng tham ma pha đăng say yo yang sút toa upasam mati. Yo che ga tha ha sa tam pha se anat tha pha ha da sang hi ta.
căng tham ma ha pa đang xây yo yang sụt tọa u tạc sam ma ti. Giàu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Quảng Không, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 102. Yo che ga tha sát tăng pha se anat tha pa ta sang hi ta e căng tham ma pa đăng say yo yang sút toa upa sam ma ti. Con xin phân tích câu 1 và 2. Yo che ga tha, bốn trường âm thông thường, xá đoạn âm, tăng trường đọc theo giọng nguyên âm, pha c hai trường âm thông thường, á đoạn âm, nát trường âm nhẫn, thá bá đá ba đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí đoạn âm, ta trường âm thông thường, vô chê ga tha sát tăng pha c an nát tha bá đá sang hí ta. Câu 3 và 4. E trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm trường âm nhẫn, má, phá, hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhẫn, vô trường âm thông thường, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt trường âm nhẫn, to trường âm thông thường, ú, phá, hai đoạn âm, xăm trường âm nhẫn, má, tí, hai đoạn âm, e căng tham ma pa đăng say yo yang sut to upasammati yo che ga tha sa tăng pha se anattha pa da sam sanghita e căng tham ma pa đăng say yo yang sut to upasammati. Giàu nói trăm câu kệ nhưng không ích không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo che ga tha sa tăng pha se anantha pa da sam hi ta e căn tham ma pa đăng se yo yang sun to pa sam ma ti. Yo che ga tha sa tăng pha se anantha pa da sang hi ta e căn tham ma pa đăng se yo yang su to u pa sam ma ti. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài sửa giùm cho con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú 102 ngày hôm nay ạ. Dạo này lớp mình học giỏi quá, con ngồi theo dõi hoài mà không có thấy ai sai, người nào cũng phân tích chắc như bắp. Đọc hay mà kệ cũng hay nữa. Dạ, Nam Mô Buddhaya, dạ con xin đọc câu pháp cú số 102 hôm nay. Yo che ga tha sa tăng pha se anattha pada sanghita e căng tham ma padang se yo yang sut tva upasammati. Yo che ga tha sa tăng pha se anattha pada sanghita e căng tham ma padang se yo yang sut tva upasammati. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo che ga tha sa tăng pha se anattha pada sanghita. Yo che ga tha là bốn trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha se là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thá bá đá là ba đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí là đoạn âm,
ta là trường âm thông thường. Yoga là câu số 3 và câu số 4. E căng tham ma pa đăng say yo chăng sút tòa upasamati. E là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tham là trường âm nhấn, má bá là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ú bá là hai đoạn âm, xăm là trường âm nhấn, má tý là hai đoạn âm. Ê căng tâm ma bát đăng xây vô chân suốt tòa upasamati. Dạ con xin đọc lại ạ. Vô chê ga tha sát tăng pha xê anát tha bát đá sẵn hi ta ê căng tâm ma bát đăng xây vô chân suốt tòa upasamati. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yoga Ê căng tham ma ba đăng say vô văn su toa u ba sam ma ti. Dạ con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cô Kim Nhung cho đủ thứ, cho pizza để ăn nữa. Dạ con cảm ơn và dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. À, con thấy có cô Hải 2021 lâu lâu mới vô nè, mời cô đưa tay lên đọc bài ha. Dạ con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Alo, 123, 123. Quỳnh Giang Nhật Hà, mời cô Hải. Cô Hải nghe bỏ chạy mất tiêu à. Rồi, xong ngay. À, giống như Quỳnh Giang Nhật Hà nói, ai cũng đọc dòng kinh hay, ai cũng dòng kệ hay, và chúng ta không thấy khuyết điểm ha. À, làm cho những cái vị mới có vẻ hơi hơi sợ. À, quý vị nhật ký không? Ở đây chúng ta tham gia trên tinh thần học hỏi. Thứ nhất là chúng ta đọc về dòng kinh, trường âm đoạn âm. Rồi, thứ hai chúng ta đọc dòng kệ. Thứ ba chúng ta phân tích trường âm đoạn âm. Thứ tư, trong cái tinh thần tầm cầu học hỏi, chúng ta không biết về Pali thì đọc tiếng Việt. Dầu nói trong câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. À, chúng ta tham gia cái mục đích của chúng ta là học hỏi. Người nào đến trước thì người ta đọc thuần thục, người nào đến sau từ từ rồi nó cũng như Sa Tu, Chích Mê-ta, Chích Kim, Kim Nhung, Chích Thiện Bố, Chích Tiên Nga và Huỳnh Giang Nhật Hà. Câu Phật ngôn 102 và câu Phật ngôn 103 cùng một duyên sự. Và nếu mà nói về tự vấn thì chỉ khác nhau có một hai từ. Ga tha sát tăng, ga tha là kệ, kệ và kệ sát tăng. Ga tha sát tăng là một trong câu kệ. Tha xê là nói, nếu chê là nếu, vô là người nào, nếu người nào nói 100 câu kệ. À, ý nghĩa nó cũng giống giống như mấy câu trước.
thì anatta sanghita không có lợi ích gì, không có lợi ích gì. Ê cần thầm mất bất đăng xây vô, chỉ một câu pháp, thầm mà bất đăng một câu pháp tốt hơn. Ê cần là một xây vô là tốt hơn, hay là tốt hơn một câu pháp. Dân suốt tòa upasam mà tí chúng ta đã học rồi, thì phần tự vựng ở đây chúng ta phải đi sâu vào, mất thời gian. Mà ở đây chúng ta có thể bây giờ triển khai, bởi vì sao? Tới câu 102 mới có duyên sự. Thì bây giờ ý nghĩa của câu Phật ngôn này, dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Ý nói như thế nào? Ý nói như thế nào? Trong kinh sách chúng ta thấy kinh, trong khi mà đi chẻ củi gánh nước á, thì Đức Lục Tổ nghe bài kinh Kim Cang chỉ có câu ương vô sở trụ nhi sanh diệt tâm, tức là tâm có trụ chắc một chỗ nào hết á, chỉ nghe một câu đó mà thành tổ. Nếu như nói với Nam Tông của chúng ta, chỉ nghe một câu thôi tự nhiên chứng ngộ, tất nhiên ngộ đạo thành đình. Thì một bài kinh hay là một quyển kinh như vậy, ví dụ như một bài kinh Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh là 700 xe, rồi kinh Tứ Diệu Đế v.v. Nhưng mà người ta chỉ nghe có một câu thôi là nó hợp ý người ta và người ta chứng đắc. Ví dụ câu Phật ngôn mà chúng ta đã học hôm qua, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, này bây giờ ngươi không phải là những cái đó, tức là tâm mình không có trụ chấp một chỗ nào hết á. Kiến văn giác trì, mà kiến văn giác trì đó thì chúng ta thấy rất là thực tế ha. Đích thề đích tham mất tăng phô vi sạ tí su tê su tá mít tăng phô vi sạ tí mu tê mu tá mất tăng phô vi sạ tí quy nha tê quy nha tá mất tăng phô vi sạ tí. Trong cái thấy tức là kiến, trong cái nghe là văn, rồi trong cái kiến văn giác tri, sự hiểu biết, rồi sự vững cảm, thì chúng ta chỉ biết nó là như vậy thôi. Thì anh ấy đừng có chú trọng rằng cái số lượng 1.000 mà chỉ có một câu thôi nó hợp ý của mình, thì mình sẽ thu được kết quả tốt. Hôm nay chúng ta triển khai câu Phật ngôn này ha, cho đến hết giờ luôn. Như huynh văn nhật hà đã nói, quý vị giỏi quá rồi, giọng kinh giọng kệ đọc trôi chảy. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào phần tiếng Việt, dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì nhưng không biết tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh đạt. Mời huynh văn nhật hà, huynh nghĩ như thế nào về câu Phật ngôn này? Ý kiến của huynh nghe. Đối với cái hiện thực bây giờ này, chúng ta thấy tại sao trong cuộc sống cái câu Phật ngôn này áp dụng được không, và áp dụng như thế nào theo kinh nghiệm sống. Mời huynh Giang Nhật Hà. Alo, bây giờ chúng ta triển khai ha. Huynh Giang Nhật Hà đâu rồi, mới khen người ta nhưng mà tại sao không khen chính mình? Mình hiểu biết về câu Phật ngôn này như thế nào mà thấy trợn mắt méo miệng như thế này thì không được rồi. Phải nói lên cái ý kiến của mình.
sao Sư Kim hả? Bây giờ mỗi người đều có ý kiến nè, lấy câu Phật ngôn này làm tiêu chuẩn, là mục đích, là kim chỉ nam để chúng ta thấy rằng trong cuộc sống chúng ta đã va vấp như thế nào, đã đụng chạm như thế nào mà bị ăn đòn. Tức là nói nhiều quá đó. À, ở đây chỉ nói một câu thôi, một câu quan trọng mà đi vào lòng người ha. Rồi mời Vinh gia nhạc hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, dạ con xin lãnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, quý sư, quý cô tu nữ, dạ con xin lãnh lễ Sư Tuệ Đức mới vào râm mạch. Kim cổ lên cổ nói trước, cổ hay có nhiều ý kiến mà không có nói được nhiều giống như cô Kim. Nhưng mà câu này cũng chưa có học qua cái duyên sự nữa thì thôi giống như sư nói thì con theo cái tiếng Việt đó con nói lên cái cảm nghĩ của con thôi. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Thì cũng như khi con lấy cái bản thân của con đó, giống như là từ khi mà con biết đến Râm Phật giáo Nam truyền và cái Bo Thót á, thì cái thời gian đầu á con cũng thường hay vô nghe lắm, rồi có những lúc đi làm ra không có học được lúc đầu nhưng mà vô là thường là để nghe không à. Nhiều khi mình cũng không có dám mà cho những cái số 1 để cho tín hiệu cho đạo tràng hay là những cái người bạn đạo biết là có nhận được tín hiệu người ta đang nói hay không. À, rồi cũng không dám tặng bông tặng hoa, thấy người này hay người kia hay, mình cứ là ngồi im đó thôi, mình nghe ngồi im vậy đó. Thì con nghe con cũng thấy rất là lợi lạc, nhưng mà sau một thời gian đó thì con cũng run lắm, sợ lắm, đâu có mà cầm mic được đâu, không biết cầm mic. Rồi từ khi mà cầm mic được á, thì cũng giống như hồi đó con nghe đạo tràng hay nói đó là mic của room này nó cũng có mẫu nhiều lắm, nó cầm nó cũng cũng nó dính tay nó quen lắm á. Trên cái từ đó con cầm được cái là thấy con cầm hoài luôn, sau đó là con học cho tới giờ luôn, mà con thấy là thật ra là nó cái nó cũng giống như cái dạng như cái câu nghe hoài đó, nó cũng không có thấm bằng cái lúc mà con cầm được mic con đọc. Thì khi mà có nghe năm này tháng nọ thì nó không có bằng đến khi mình cầm mic lên mình đọc đó, cho dù nó khoảng 30 giây cho tới 1 phút đó thôi, nhưng mà con thấy cái sự tập trung nó rất là cao. Con phải để ý vô từng cái chữ để mình phân tích khỏi bị sai. Hồi đó cũng cái sự giống như là cái dạng giống như cái câu bữa nay là xuất toa nè, có cái toa này là con lên con không biết gì hết, cái con không biết phân tích, cái cô Kim bắt con lần đó, con nhớ tới giờ luôn á. Vậy là cái trường âm thông thường đó là khi mà mình mà bị người ta chỉ cái lỗi đó thì là mình nhớ được lâu lắm. Cho nên nhiều khi mình cũng để ý mà mấy người bạn đạo trong lớp á, lâu lâu mà người ta chỉ con á, con không có, con không có tự ái, không có buồn, nhưng mà những cái lúc đó thì là mình mới học được. Nhiều khi mình thấy mình cũng đọc hết rồi nhưng bữa nào mà mình bị sai là mình biết là cái bữa đó là mình bị phân tâm liền, mình bị sao lãng thì mình mới bị sai. Cho nên những cái lúc mà mình thật sự mình hạ công phu á, mình đọc đúng á thì mình cảm thấy rất là hoan hỷ. Cho nên đối với con, cái bản thân con thì con thấy là nghe nghe đi nghe lại cả trăm lần thì cũng không bằng mình hạ phủ công phu mình cầm mic mà mình đọc. Thì giống như là mình nói cái bài này, nói cả trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được lợi lạc. Thì cái sự lợi lạc đó nó giống như một cái câu pháp đó thôi, nhưng mà nó là cái cúc thắt, cái gì nó lợi lạc cho mình. Cũng như nhiều khi đọc những cái câu pháp cú này học tới học lui, nhưng mà lâu lâu cái nghe
Sư Liễu Tông hỏi rồi thuộc được mấy câu, cái là mình cũng bị nhột bụng, nhiều khi mình đọc nhưng mà mình đâu có thuộc đâu. Đó là chứng tỏ là cái sự học của mình nó cũng chưa có tới đâu hết, chứ mình không có thể nào mình nghĩ là mình đọc có một vài vị nói ồ đâu có cần đọc nhiều, mình biết cách rồi, phân tích rồi, qua 1 2 tháng đó thôi nghỉ. Nhưng mà con cũng thấy có một vài bạn đạo á, nghỉ một thời gian á, là đọc lại là con thấy xuống rõ ràng cái giọng đọc, hoặc là người ta phân tích người ta cũng cũng quên hết. Thì kinh kệ là những cái điều mà mình cần phải trau dồi, mà cần phải, cho nên nhiều khi con cũng biết rồi nhưng mà con có cái thời gian mà bận rộn mà có được rảnh đó, là con sẽ ráng con giơ tay lên để mà con đọc. Tuy là những cái từ mình biết đọc rồi nhưng mà mình phải cần đọc đi đọc lại, văn ôn võ luyện, thì con thấy là phải hạ thủ công phu, giống như là sư nói là chữ Hibashiko này, phải phải đến để mình mới hiểu ra được. Thì cái ý kiến của con là như vậy thôi. Con có thể mong cô Kim, cô Metta, cô Hồng Nhung nên chia sẻ những cái lợi lạc mà học được qua câu kệ trên này, để mọi người có thể chia sẻ, để nghe những cái ý kiến đó. Bao nhiêu đó thôi, con có thiếu chỗ nào xin sư và đạo tràng có thể khai triển thêm để cho con học thêm. Dạ con xin dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Hà Dạ. Hai cái lễ đã được gửi đến vừa đến với Pháp hội. Sa thú Nhân Nhật Hà, rất là thực tế. Cái gì hồi nãy nói cái gì, cái room này đang cầm micro có mũ nó dính tay, nói giống như thiệt vậy ta hả? Em rằng cái mic cái room này có mũ nó dính, nhưng mà thực tế cái phân tích câu Phật ngôn 102 không có cái vấn đề là xa vời, mà thực tế là chữ số tòa khi mà bị Sĩ Kim mà coi như là nhấn mạnh cái chỗ này, là một huynh gia Nhật Hà thấy rằng mình đọc sai, đọc lại và nhớ, thì cái đó tốt hơn chỉ một lời nói, một câu pháp mà sửa cái sai của mình, và mình ghi nhận. Cái hay là cái mình ghi nhận chứ không phải thấy sai người ta sửa là thì khi mà con người cố chấp tự ái thì không chấp nhận được sự thật, là thấy người ta sửa sai mình, mà thật sự mình sai, mình chấp nhận cái sự thật đó. Thì như vậy mình cảm thấy rằng từ đây về sau mình sẽ được an vui khi đọc cái chữ này đúng. Thì đó là cái điều mà Huynh Giang Hà cảm nhận trong cái câu 102 này, và nói lên một cách rất là thực tế. Sa tu Huynh Giang Nhật Hà. Rồi bây giờ cũng là cái câu Phật ngôn này, quý vị có ý kiến gì xin mời tiếp tục. Bây giờ không có đọc nữa nghe, không có kệ, không có kinh gì nữa, mà chúng ta đi vào ý nghĩa của câu. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ ai tới sau rồi cái mình cứ ưu tiên rồi cứ mời người ta như vậy thì nó mất đi cái mục đích của chúng ta triển khai tới đâu ha. Quý vị quan hệ nha, bây giờ không có đọc theo giọng kinh, không có ngâm theo giọng kệ, không có phân tích nữa, mà chúng ta đi thẳng vô vấn đề triển khai để chúng ta hiểu. Người đã nói nhiều quá thì nói nhiều vậy có lợi gì không? Chẳng có lợi gì hết. Người ta gọi là nói xàm, nói cả ngàn chữ ngàn câu thì nói là nói xàm, nhưng mà họ chỉ nói một câu văn tắt ngắn gọn và
người nghe tiếp thu cảm thấy đó là đúng. Ví dụ Đức Phật người nói trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, trong thọ tưởng chỉ có thọ tưởng, này bái giá ngươi không phải là cái đó, vậy là xong. Và cũng như ngài Đức Phật nói với Angulima là rượt đuổi ba gia tuần 48 cái số, tức là Đức Phật vẫn từ từ, nhưng đi trong cái đi của Đức Phật là đi thần thông, thể hiện thần thông. Còn nay chạy chạy quá trời quá đất, nhưng mà chạy cố sức để mà chạy, rồi đuổi mà không kịp, mà thấy nghĩa là trong trong cái tầm tay mình trước mắt như vậy mà không có vớ bắt được. Cho nên mới tức nó này ông Sa Môn, sao mà ông đi sao mà tôi đuổi ông không kịp. Thì ông vẫn nói ta đã dừng lại rồi, là chỉ mỗi câu nó ta đã dừng lại mà anh lại chạy quá trời mà chạy theo không kịp. Em mới suy nghĩ Angulima là một cái tướng cướp sát nhân nhưng mà trí tuệ tuyệt vời, nó đã dừng lại mà mình đuổi không kịp, ngủ quá vậy. Chỉ nghe một câu như vậy và hỏi lại Đức Phật, ông nói ông dừng lại tại sao tôi đuổi không kịp. Này Đức Phật nói ta đã dừng lại tức là các ác bất thiện pháp ta không có làm nữa, ngươi tay còn dính máu thì làm sao đuổi theo kịp. Một câu nói ngắn gọn, thiện và ác không có bà con dòng họ mà nó tách rời ra, tách rời ra, thiện là thiện, ác là ác, thiện đi lên ác đi xuống, không có thể nói nào vừa thiện vừa ác mà sống lẫn lộn với nhau được, trong một cảnh giới được. Thì ở đây những lời nói hợp thời, những lời nói đúng lúc, nó đem lại một cái kết quả rất là tốt đẹp, còn nói phi thời là thua. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục trong cuộc sống của chúng ta đã từng gặp những chuyện như thế nào, để rồi chúng ta thấy câu Phật ngôn này nó thích hợp. Ý kiến của quý vị đưa lên những điểm tương đồng giống như Huỳnh Giang Nhật Hà, Văn Ôn Bảo Luyện thì chúng ta cảm thấy thuộc, mà quý vị cảm thấy rằng trong cái câu Phật ngôn tiếng Việt này thôi nói trăm câu đẹp nhưng mà không có lợi ích gì, chỉ một cái lời nói ngắn gọn bình thường nhưng mà để được an lạc, thì cái này trong cuộc sống của quý vị có cảm nhận được như vậy hay không? Rồi mời bàn tay của quý vị. Alo. Ở đây trong room này ai cũng nói Sĩ Kim là người nhiều chuyện, mỏ nhọn, nói nhiều. Nhưng mà bây giờ mời Sĩ Kim chỉ nói một câu thôi, sao mà nghe đạo tràng nghe coi như vừa lòng đẹp ý, đó là điều quan trọng. Sĩ Kim làm được không? Alo. Hồi nãy Huynh Giang Nhật Hà cũng khen Sĩ Kim là văn hoa, nói nhiều, nhưng mà bây giờ chỉ cần một câu thôi để đạo tràng cảm thấy có sự an vui, như vậy là Sĩ Kim thành công trong câu Phật ngôn này. Rồi mời Sĩ Kim đưa tay lên nói ba chữ không dám đầu nha. Mình nói không dám đầu rồi mới bắt đầu nghe. Con xin kính chào sư Trí Đức, không biết còn sư nào, sư Quán Không, sư Tuệ Đức, không biết, con không có coi, con quên nè. Con xin kính chào các sư luôn, các sư lúc lùng, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Để câu này, sư muốn nói con nói một câu gì cho tất cả ai cũng được an, ai cũng được vui vẻ. Thì con chỉ nghĩ rằng vô trong đây học đi,
học học như chưa bao giờ học, giống như sư Quán Không nói lần trước, học như chưa bao giờ chết hết, tức là ai cũng sợ chết, học học chết chết chết, lúc nào cũng sợ chết hết, cứ mà sợ giống như vậy thì cái tâm nó đi phóng dật, nó chia ra, nó sợ này sợ kia. Bây giờ đừng có sợ gì hết, cứ học được bao nhiêu thì học, khi nào vô thường nó tới thì biết vô thường nó tới, thì lúc đó mình chết rồi, mình quán cái thân chết của mình là được rồi, chứ sợ sợ tới sợ lui hoài đâu có được làm gì đâu. Con nghĩ vậy thôi, học như chưa bao giờ được học, nói như chưa bao giờ đỡ nói. Còn sư Quán Không hồi tuần trước nói học như chưa bao giờ chết. Con thấy con đó thiệt là hay đó, không có chết thì đâu có sợ gì đâu, cứ học đi. Con chỉ nói vậy đó. Trời, tự nhiên sư lôi con lên, khi mà Đức Phật nói một câu gì á thì ngài biết được, ngài là điều ngự trưởng phu nè, phu vi sắc tha ma tha sa ti. Trời, ngài ngài biết được cái tiền kiếp của cái người mà ngài muốn nói đó, nó đã làm cái gì, nó có bao nhiêu ba la mặt đủ thứ hết trơn. Ngài nhìn một cái giống như chiếm chiếu vậy, nó chiếm chiếu thầm vậy, dù một cái là biết hết trơn. Trời rồi, ngài nói ra một câu là ngay chắc ngay chỗ đó luôn. Con đâu phải, con đâu thánh, con cũng là cái gì á, sư giới kêu con là mỏi nọn này không nhiều, tại con có hai thắc mắc vậy thôi. Thì con đâu có làm gì đâu, sao con biết đường đâu. Nói con chỉ biết là mỗi ngày á thì con học được cái gì thì con ráng học cái đó đi. Cái mà con muốn được học mà con không được học á thì con vui vẻ những gì mà con được, mà con gặp con học thì con cứ vui vẻ những gì mà con có bây giờ đi. Có nhiều khi con muốn nghe nghe cái gì đó thì cũng chưa có duyên, chưa không có tới. Chẳng hạn như có những cái bài giảng con, thật ra con chưa có đi vô trong lớp học nào hay là một cái gì để mà nghe sư này sư kia giảng. Chỉ có cách đây thôi, 2013, giờ sư Liễu Tông có dạy Di Diệu Pháp ở trong cái chùa, là cái chùa đó, chùa Quốc là cái nhà của con. Thì con nghe vậy đó, nhưng mà sư giảng rất ít, tại vì sư tiếng Việt á, sư không có biết nhiều á, thì cứ giảng con cứ học học học, không hiểu thì hỏi, thì như đó thôi, chứ con chưa bao giờ vô trong chùa hay vô trong gặp một vị sư nào để mà dạy 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 dạy, cũng như dạy học cái này dạy học cái kia. Cũng như là sư vô trong chùa của bên Nam Tông mà gọi là quy y đó, quy y rồi cho cái pháp danh đó, cũng chưa có nữa. Con không biết, nhưng mà con vẫn cứ học. Con thấy sách con học cách đây mười mấy năm, khi má con chết rồi đó thì con mới rảnh rang. Trong khi sư cứ nghĩ rằng nhờ má con thì con mới biết học, thật ra con không có thích những cái gì má con làm, tại bả tà kiến rồi lắm. Trong nhà ba con với mấy chị mấy anh con thì không có ưa. Tối ngày coi thầy coi bà, rồi qua Mỹ đi bác sĩ bà cũng coi ngày, nó ngày hôm nay ngày tam nương tam nên gì đó, không có đi. Trời ơi, con khổ sở với bà dễ sợ luôn vậy đó, con không thích. Khi mà má con chết xong rồi thì con mới rảnh, thì giờ con mới nghiên cứu về Phật pháp. Mà lúc đó thì con nghiên pháp về Bắc Tông, nó mông lung thứ hết, nó nói cái này qua cái kia, nhưng mà con cũng ráng học, con cũng ráng đọc. Lúc đó con trẻ thì cái trí nhớ con tốt, chứ giờ con già thì trí nhớ con nó nhiều khi nó cà thịt cà lụi lắm, nó không có tốt cho lắm. Những sức khỏe của con càng ngày càng lớn thì càng yếu, giống đúng giống như là cái sắc mạng quyền từ từ nó không còn tốt nữa. Nhưng mà con vẫn đang học, có những bài kinh, có những con nghe giảng cái gì con suy nghĩ sâu xa mà con không có hiểu, không hiểu nhiều lắm. Nhưng tới khi mà con nghe lại hay con đọc cuốn sách nói ngay cái chỗ mà giải thích ngay cái chỗ mà con hiểu đó, thì con rất là mừng. Rồi từ đó con suy si ra, con đọc sách, con tự học nhiều hơn là con đi vô trong chùa nghe mấy sư giảng hay cái gì không có. Con nghe trên YouTube nhiều, nhưng thật ra con cũng có nhiều cái phước, con không có thích, không có gặp. Phần lớn những cái kinh mà con gặp là những kinh rất là tốt về Nam Tông hay gì rất là tốt. Còn những cái kinh mà không bên Bắc Tông mà gọi là tà kiến thì con đọc qua cái tự nhiên con không thích. Con thấy cái này nó làm sao á, mà con không biết giải thích ra, con không thích, con bỏ qua một bên. Mà những vị sư con gặp mà con nghe trong YouTube cũng là những vị sư dạy rất là giỏi. Mà con cứ học học, ngồi học giống vậy. Rồi khi mà con gặp một vài người quen
Lúc trước thì con không có ở Orange County, còn ở Riverside County, con ở Corona. Với công việc con nhiều, con không có rảnh rang mà gặp người này người kia nói chuyện. Khi mà con lên gặp người Việt Nam ở trên Orange County, mỗi tuần con lên con học á, thì con mới gặp người ta, con mới hỏi, con hỏi như vậy. Thì con cứ tưởng cũng giống như con. Mấy người này vô trong chùa gặp sư nhiều, chắc học giỏi dữ lắm á. Mình phải đi theo, mình hỏi, mình học nha. Rồi mình hỏi như thế kia. Thấy người nào mặt cũng ngơ ngác, nhìn mình quái đản dễ sợ. Nó nói gì mình không hiểu, nói gì cũng hiểu gì trơn á. Thì từ từ con mới biết rằng trời, mỗi người có một trình độ ba la mặt khác. Khi mà con hiểu cái đó con thấy dễ. Nhưng những người đó thì họ có thể họ chưa từng nghe. Có thể họ nghe rồi nhưng mà họ không hiểu, con không biết chắc. Nhưng mà con thấy thái độ của họ rất là chênh nhạt thì con, thì nó con không có nói. Con học xong con đi về thôi, tại con phải có công việc của con. Thì đối với con, những cái bài, những câu nói mà những vị sư mà họ đã học thâm thí nhiều á, thì họ chỉ nghe hỏi hoặc nói cái gì á, thì nó ngắn gọn hơn. Cũng như con nghe những vị sư bên Bắc Tông nói tràn gian đại hải, nói gì tâm tâm bí á, con lâu lâu con muốn vô con nghe coi gì. Tại con vô YouTube á, thì con thấy nó hiện hiện, con coi ông này nói gì, nghe nghe nói con thấy bắt người nói tại tớ chà luôn, còn tâm lý rồi kêu mình làm thiện vậy đó, chứ thật ra không có chỉ dẫn thẳng vô. Mình luyện cái tâm mình thế nào, giữ cái tâm mình thế nào, có những ý nghĩ như thế nào, mình phải làm cái gì trong những trường hợp đó, và cái tâm của từ của mình như thế nào. Không dám cứ nói vòng vòng cái tâm lý thôi, con mắc cười quá, con mệt quá, mấy cha nội thì nói ghê quá, thì con không thích. Thì đại khái là vậy. Trong cái câu này á, thì mình nói nhiều ha, mình nghe người khác nói nhiều nhiều, nhưng mà nó không có vô thẳng vấn đề, nó không có vô trong cái điểm chánh như là Đức Phật nói. Ngài nói rất là cô động, giống như là nói về vấn đề này, giống như là cái bộ Vi Diệu Pháp đó, thâm má đó, thì thật ra nó tới ba bộ lận, nó ba cái lận. Cái bộ mà Đức Phật lên cái cung trời Đao Lợi mà giảng cho các chư thiên đó, thì rất là nhiều, rất là đầy đủ. Tại chư thiên cái trí tuệ của người ta khác. Lúc đó ngày mà ngày thấy mỗi ngày á, ngài ở thật đang ở trên đó chỉ có vài phút thôi, vài phút dù 5-10 phút ở cái thời gian ở trên cung trời Tô Ác Kim Sa thôi, nhưng là đối với ở dưới thế giới, ở dưới trần gian này thì khoảng 3 tháng. Thì mỗi ngày theo cái thời gian của trần gian, ngài phải đi xuống dưới đây, ngài đi xuống lại trái đất và ngài gặp ngài Sariputta để mà ngài giảng lại những gì ngài giảng trên đó. Ngài đâu có nói với ngài sao biểu tái nhiều đâu, ngài chỉ nói về tam đề nhị đề thôi, pháp thiện pháp bất thiện, rất là ngắn gọn những đề tài đó. Rồi sau đó thì ngài sư thú tá mới dạy cho 5 vị tỳ khu mà có đủ ba la mật á, nó đầy đủ, tức là nó không thiếu, nó không thừa, nó không nhiều, để cho đủ như thế. Là cái bộ đó mà sau này mà các chư tăng bên điện Thái Lan, Campuchia trong cái bộ đó thì có. Nói vậy học đó, ngày giảng không, ngày sau đây Bú Tái giảng giống vậy, mà bây giờ con thấy những chư tăng bên Miến Điện Thái Lan, trời đất ơi, mấy sư học từ 16 năm đến 22 năm học toàn thằng đó, phụ thai đó, mà rớt lên rớt xuống, nó có 9 cái bậc, từ lớp 1 đến lớp 9, tăng đầu lớp 1 vô thì mấy chục ngàn người nhiều lắm, rồi từ 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 lên cao, tới có lớp 9 chỉ còn rớt rải để chỉ còn có vài người thôi. Tức là nó có những cái này kia, cho mặt của họ không đủ, cái trí tuệ không đủ, họ không thu nhập vô nổi, cái này họ quên cái kia, họ không có bao gồm lại. Thì con thấy với người ở ngoài, Phật tử ngoài, thì có nhiều người á, họ cũng tâm sự trên cái đạo tràng này, họ học hoài, họ không nhớ, họ có lộn tới hỗn lộn luôn vậy. Thì cái đó cũng là do cái ba la mật của họ. Nhưng mà con nghĩ á, đừng có nên nản chí. Học được bao nhiêu thì học, nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Cứ ráng như vậy và tiếp tục suy tư, suy ngẫm trong những chỗ mà mình không có biết. Rồi mình ráng tìm hiểu, rồi từ từ sẽ tới. Tại vì nếu không lúc nào một cái cửa này đóng thì có một cái cửa khác mở. Theo cái tiếng nói như vậy, nhưng mà con nói rằng nếu mình cố gắng, mình có tâm, mình tìm hiểu, mình cứ ghi nhớ gì hoài,
thì một ngày nào đó mình sẽ được cái đó, nếu mình cứ cố 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 tâm, cố tâm mình đi. Giống như cái hồi cách đây 2 ngày sư có kể một cái tích sự của cái vị vị à, có tà kiến đó, lúc mà ổng bị đi trên thuyền, bị chìm thuyền hết, tất cả mọi người đều đều chết hết, nhưng có một mình ổng, ổng ráng ổng bám vô một miếng cây, ổng cứ lội 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 như chưa bao giờ được lội, tức là với cái sức lội của ổng lội đến nỗi mà quần áo của ổng không còn những gì, cho lên tới cái bờ là trần truồng luôn. Thì con nghĩ rằng với cái sự tu tập, cái pháp tinh tấn của ổng, của ông này á, tu trong nhiều đời nhiều kiếp rất là mãnh liệt, thành ra ổng cứ bơi, ổng ráng cứ bơi bơi bơi, khi nào không còn bơi được thì bơi, thì chết. Thì ổng ráng bơi vậy, thì ổng bơi tới một cái bờ đó, có những người họ bơi họ mệt, họ nói thôi mệt quá không bơi nữa, chết tới đâu thì chết chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái đó là cũng là một cái ba la mật tinh tấn họ không đủ, theo con nghĩ là như vậy. Thành ra cái câu con khuyên với cái câu mà con muốn nói rằng cho quý vị nghe, cũng như chính bản thân con, cứ học đi, học được bao nhiêu thì cứ học, học cho đến khi nào mình không còn học được nữa. Nhưng đó là tức là mình chết rồi, tử thần chết rồi, thì cứ học đi chứ đừng có lo, đừng có sợ, lo này lo kia mệt quá, lo tùm lum, cái tâm mình nó nhảy tùm lum hết thì nó đâu có trụ một chỗ được. À, con chỉ chia sẻ như vậy thôi, chứ xưa kia con nói một câu con đâu biết nói gì đâu. Thì đối với một vị chánh đẳng chánh giác như ngài Gotama hả, khi mà ngài giảng pháp á, ngài có thể giảng cho 10 vạn đại thiên, tức là những chỗ mà xa hơn cái hành tinh, cái thế dương hệ này, mà giảng biết bao nhiêu trong cái 10.000 tam thiên đại thiên này đó, rất là rộng lớn. Mà cái đặc biệt đó là những người mà nghe ngài giảng đó thì họ chỉ biết rằng những cái đó, những cái bài, những lời giảng đó cho đúng cái tâm tư, đúng cái trình độ của họ. Ở đó là đó chỉ là cái quyền lực của một người chánh đẳng chánh giác không thể mà diễn tả được. Còn chỉ nghe đọc sách thì con cũng thấy rung động, con cũng thấy thấy không thể nào tưởng tượng được. Ngài ngài tu hành, ngài ba la mật tới 30 ba la mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, kinh khủng lắm. Thành ra đối với con chỉ nguyện là thinh văn giác giải thoát được là con mừng húm rồi, vô dòng thánh để khỏi trôi lăn trong 4 đường ác đạo là quá mừng rồi, chứ không biết, không có mơ màng đến chánh đẳng chánh giác đâu, thấy xa thôi quá, không có đủ sức đâu. Thì con nghĩ rằng như vậy, đối với con cứ học được thì học. Bữa nay mình tính mình học cái đó mà mình bị trục trặc không học được thì mình học cái khác thôi, không có gì phiền não hết. Nó quan con duyên, nó vô thường rồi, nó vô ngã. Mình muốn mà nó không muốn, nó là bất thường rồi, nó là thường, thôi cãi nó đi, hơi sức đâu để ý. Thì đói bụng thì ăn, có cái này đồ ngon thì ăn, đồ ngon đồ dở thì ăn đồ dở vậy thôi, miễn có đồ ăn là vui rồi. Dạ con nói như đó cũng nhiều rồi đó sư, mỗi ngày con nói cũng nhiều nữa, con chỉ nói như đó thôi. Nếu mà con có gì sai sót, con xin các sư, các tu nữ và quý vị trong đạo tràng chỉ bảo, và con xin nhường máy lời để cho người khác lên nói ạ. À, con xin cho máy lời. Sa thủ sa thủ Sĩ Kim, hôm nay Sĩ Kim trình bày rất là muốn làm sáng tỏ, nói nhiều nhưng mà thật sự nói nhiều nói theo pháp chứ không phải nói nhiều nói chuyện tào lao ha. Mục đích của Sĩ Kim tốt hơn một câu pháp, có nghĩa là chúng ta phải học học cho tới khi chết để hiểu pháp là gì. Điều này rất quan trọng, và cho biết rằng Đức Phật Gotama của chúng ta, một cái vị toàn giác, vị này đã hứng chịu tất cả những cái sự khổ đau trong cuộc sống biết bao nhiêu a tăng kỳ, hiểu hết tất cả những cái nỗi khổ vượt qua, để rồi bây giờ chỉ nói một câu là người ta nghe, ta hiểu.
Bởi vì cái tâm nguyện của một cái vị Phật á, phải thực hành trước tiên là tự mình giác ngộ, rồi đem cái sự giác ngộ này cho bà con quyến thuộc với dòng họ sắc kỳ nha. Và cái địa lần thứ ba tức là đem cái sự giác ngộ này đến với tha nhân, những người hữu duyên. Việc nguyện như vậy cho nên ngài thực hành rất là khổ, khổ nhất thế gian. Để rồi chỉ cần nói một câu đúng theo tâm ý mà người đó chứng đắc. Quý vị thấy tuyệt vời ha. Đó, cha tổ Thích Kim hôm nay giải tỏa được cho người ta biết rằng mình nói nhiều, nhưng mà thật sự ra trong cái nói nhiều này tức là để học, học, học cho tới chết, mà không cần phải là độc giác Phật hay là toàn giác Phật, mà chỉ cần thinh văn giác là đủ rồi. Như vậy là thấy tâm nguyện của Sư Kim cũng ngắn gọn, chỉ cần một câu thôi, tức là nghe để được định lạc. Mà nghe được định lạc tức là phải nghe một vị toàn giác nói, chính cái vị toàn giác đó nói, mình nghe mình thấy được thực tánh của Pháp là mình an lạc rồi. Xà thủ Sư Kiều. Nhưng mà Sư có đề cập đến thần tượng trong room này là Thượng Tọa Quán Không. Cái gì mà chưa từng nghe, chưa từng thấy, chưa từng gì đó không hiểu rồi. Sư Kim ám chỉ như vậy, có phải Thượng Tọa Quán Không đã nói câu gì đó mà Sư Kim học mà ấn tượng cái câu đó? Chỉ một câu mà của Thượng Tọa Quán Không mà thấy đã đi vào lòng người. Đây là một cái điều đặc biệt. Cung thỉnh Thượng Tọa Quán Không hoan hỷ triển khai câu Phật ngôn này để đạo tràng cùng học hỏi. Alo, Thượng Tọa Quán Không đâu rồi? Alo, Thượng Tọa Quán Không đi đâu mất tiêu rồi? Rồi, bây giờ Thượng Tọa Quán Không không có, thì bây giờ thỉnh Thượng Tọa Đại Đức Tuệ Đức. Alo, Đại Đức. Tại sao nói 100 câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tin là? Thì trong cuộc sống Đại Đức Tuệ Đức đã gặp cái trường hợp này chưa? Cung thỉnh bàn tay của Đại Đức Đệ Tuệ Đức triển khai câu Phật ngôn này để đạo tràng cùng học hỏi. Alo, Thượng Tọa Quán Không đi đâu mất tiêu rồi? Bây giờ còn Đại Đức Tuệ Đức mới đến với Pháp hội. Cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức ạ. Yêu vậy. Alo, câu Phật ngôn 102 và 103 cùng một duyên sự. Vậy thì bây giờ chúng ta triển khai theo ý nghĩa, dầu nói 100 câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Những vị mới đến với đạo tràng nè, ví dụ như cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh, rồi Chiếc Giấc Lá Mùa Xuân, rồi Siết Thanh Thủy, rồi Siết Hà, Siết Quang Thanh, Siết Nhật Quỳnh, mấy vị này coi như không đưa tay lên đọc bởi vì thêm Siết Nguyên Tịnh nữa. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta triển khai ý nghĩa câu Phật ngôn này. Bởi vì chúng ta vô trễ, thì vô trễ thì quý vị không đưa tay lên đọc, thì bây giờ quý vị có nhiều thắc mắc. Tại sao cả trăm câu kệ thì tốt hơn, tại sao nói còn tù pha mà hả? Tại sao? Bây giờ quý vị có thể thắc mắc, đưa lên ý kiến của mình. Alo, mẹ già Sĩ Nguyên Tịnh. Bây giờ cũng khuya lắm mà Sĩ Nguyên Tịnh còn thức như vậy là quá tuyệt vời. Tinh thần tầm cầu học hỏi của quý vị là số 1, chúng tôi rất là hoan nghênh. Hôm nay đường nét của Sĩ Nhật Quỳnh yếu, không cầm mic được, đúng rồi.
mình mạng mình đã già rồi thì cũng phải yếu thôi, mà đường nét nó cũng bắt chước theo. Alo, alo, xin mời quý vị có ý kiến về câu Phật ngôn 102 à, triển khai chứ không phải lên đọc làm chi nữa à, không có đọc nữa nha, mà bây giờ lên triển khai. Tại sao nói nhiều là dở mà nói một câu là tốt hơn hả? Nói 100 câu không tốt mà nói một câu là tốt hơn, lý do tại sao? Tại sao? Alo, rồi quý nhân Nhật Hà ý kiến tuyệt vời à, Sít Kim ý kiến cũng hay. Rồi thôi bây giờ mời tiếp tục nha, không đưa tay mời ạ. Mời Sít Tina đi à, thấy à, Sít Kim, quý nhân Nhật Hà, cái nick của Sít Tina đứng hàng thứ ba. Rồi mời Sít Tina có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Rồi, đó rồi, xà thủ, xin mời. Con kính đảnh lễ Tam Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức Hào Quán Thông, quý sư, quý bà, quý cô, chư nữ. Con kính chào đạo trang. Dạ thưa Ngài, con... Dạ, thưa qua câu Phật ngôn này, dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Thưa qua câu câu Phật ngôn này, con nhìn chính bản thân con, thứ nhất là được may mắn biết đến dung Phật giáo Nam Truyền và biết đến Phật pháp. Mà một năm qua, tuy rằng chỉ là cái rung trên trời thôi, nhưng mà nhớ rung trên trời này thì con được biết đến Phật pháp, cũng học hỏi rất nhiều. Chứ thật sự mà nếu mà Phật tử tại gia như tụi con lo làm ăn ngoài đó thì cũng không có thời gian mà đến chùa bao nhiêu. Cũng nhất là đến chùa ở bên Úc này thì không có chùa nhiều nữa. Nhất là chùa Việt Nam, mà về Phật giáo Nam Truyền thì nơi cái vùng con ở thì không có. Thành ra qua online như vậy mà con được biết đến Phật pháp, và con rất là tri ân mình có đủ phước duyên để mà được tham gia học hỏi những lời quý báu của Đức Phật, được truyền lại qua quý ngài, quý sư và quý cô tu nữ, cũng như là qua đây đạo đạo tràng trên rung trên trời này rất là hỗ trợ với nhau, giúp đỡ cho tụi con. Những người mới đến thì lúc mới đến thì con cũng rung cầm cập và bây giờ vẫn còn rung cầm cập, nhưng mà nhờ cái rung thì con được cầm mic, thì cầm mic thì từ từ nó cũng quen, rồi cố gắng học thì từ từ nó cũng quen, mà học hoài cũng không bao giờ thấy đủ. Thành ra tuy bận rộn cách mấy, lặn học cách mấy, cũng cố dành thời gian cho mình. Tại vì những cái thời gian ít nhiều gì thì những thời gian như vậy cũng là đủ cho mình sống thiện trong cái phút giây mình đang có. Dạ. Rồi qua những cái học hỏi này thì con cũng thấy có sự thay đổi. Mài dũa từ từ, vẫn còn phải mài dũa liên tục. Trong cuộc sống thì mình tuy lăng xăng nhiều, nhưng mà cách cư xử thì cũng có một chút thay đổi, nhẹ nhàng hơn và nói nhiều hơn. Dạ. Thì qua bước nói nhiều hơn cũng an lạc cho tâm của mình, cũng như an lạc cho người xung quanh của mình. Dạ, thưa con chỉ có nhiêu đây để chia sẻ với đạo tràng. Con có sai xin ngài chỉnh sửa. Con kính tri ân ngài và tất cả những quý sư và thầy đã hướng dẫn cho con, và con sẽ cố
tiếp tục mài dũa và cố gắng tham gia khi mà con có thể. Dạ con kính tri ân ngài, con kính tri ân đạo tràng. Alo, 123, 123, chị Tina, mình chia sẻ, chị Hoàng Tịnh, Quang Hỷ ha. Quang Hỷ tặng bát tặng hoa luôn. Nhưng mà thấy hơi hơi chói chói rồi nha. Chị Tina nói càng ít nói càng an tịnh hơn. Trong khi đó thì chị Kim nói nhiều như vậy có an tịnh hay không? Hả? Alo. Cái điều này nên suy nghĩ lại nha. Thật sự những về Sitina trình bày cái nghĩa là tốt hơn một câu pháp, tức là nói ít hơn, chứng chạc, suy tư, xúc tích, sâu sắc. Thì cái vấn đề đó là vấn đề chúng ta cảm thấy có hiệu quả tức thì ha, sanditiko ha, có hiệu quả tức thì. Nhưng mà sự trình bày của chị Tina, dù chúng ta sinh hoạt ở trên mạng này không có nhìn thấy mặt nhau, nhưng mà ở đây ý nghĩa của pháp chúng ta trình bày để thấy được mình áp dụng trong cuộc sống được sự an vui, cái điều đó là điều quan trọng. Bởi vì không phải nghe người ta nói mà tin, mà mình phải thực hành để cảm thấy an lạc. Thì mỗi người mỗi cái hạnh nữa. Những cái vị mà học về phi diệu pháp tứ vô ngoại giải hay là những vị đó có một cái biện tài là trình bày giáo pháp lưu đó. Còn những vị về kinh về luật á, chú trọng về kinh luật đó, thì cái vẻ khô khan hơn, chú trọng về pháp hành nhiều hơn, thì thấy cái sự trình bày mỗi người mỗi khác nhau chứ không có giống nhau ha. Nhưng mà ý kiến của chị Tina cũng là xác thực đối với câu Phật ngôn 102. Rồi tiếp tục ha, không ai chịu đưa tay hết trơn, buồn quá. Rồi mời chị Thiền Vũ, cứ theo thứ tự mà gọi thôi. Chị Thiền Vũ thấy chị Tina trình bày quan hệ hay không, hay là có ý kiến thế nào bổ sung ha, xin mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Quán Thông. Con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ và con xin kính chào quý đạo hữu. Dạ, thưa sư, con trong cái mấy cái bài phẩm ngàn này thì con đều thấy nói về cái nói nhiều mà không có lợi ích gì thì cũng không có tốt. Mà cái câu 102 này thì như Huynh Giang Nhật Hạ nói đó, chúng con chưa được nghe sư dạy về duyên sự nên con cũng chưa có hiểu được cái lý do khi Đức Phật Ngài nói ra câu này. Nhưng mà con soi lại chính bản thân con thì giống như Sít Tina nói, con rất may mắn khi mà con có duyên được học Phật Pháp và con được hưởng lợi rất là nhiều, kể cả trong cái trách nhiệm làm mẹ của con. Tại vì con thấy rõ ràng là nếu như các con nó mỗi ngày mỗi lớn mà mình cứ nói không có hợp lý đó, thì nhiều khi khoảng cách của mẹ với các con sẽ ngày càng xa ra, nhất là ở cái cuộc sống của nước Mỹ này. Thế đến khi con được học, con nghe lời Đức Phật dạy, nói có ích là phải nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lợi ích cho người nghe, nói với tâm từ. Con
ứng dụng vô cuộc sống của gia đình con. Thì đối với các con á, khi mà con cần nói cái gì, con nhận thấy một cái gì của các con mà con cần nói đó, thì con không có nói liền, con cứ lặng lẽ vậy đó. Thì đến khi mà đúng cái thời rồi, con nghĩ là nói ra là các con nó sẽ nghe được, thì con nói thì con thấy nó rất là đúng, nên là con hiểu theo cái câu 102 này là nếu mà mình nói mà dù nói rất là ít nhưng mà nói hiểu được lời Đức Phật dạy mà nói đúng thời, đúng cái với cái lòng thương yêu của mình đối với người nghe, chỉ muốn lợi ích cho người nghe đó, thì nó rất là nhiều lợi lạc cho bản thân mình nữa. Dạ, đó là cái cảm nhận của con về cái câu 102 này và cái mà con đã áp dụng cho cuộc sống của con. Con có sai thì con xin sư dạy cho con được biết ạ. Xà tụ sĩ Thiện Vũ áp dụng cái câu Phật ngôn 102 trong cuộc sống. Sĩ Thiện Vũ đã nói lên đúng lúc, đúng thời. Đó là một điều tuyệt vời. Còn đối với Đức Phật á, Ngài có tha tâm thông. Cái đối tượng, cái người trước mặt của mình nghĩ cái gì là Ngài biết rồi. Cho nên đối với Đức Phật chúng ta không nói tới, bởi vì Ngài là đấng chí tôn chí thánh. Còn đối với chúng ta áp dụng, nói ít nhưng mà nói đúng thời đúng lúc. Đây là trường hợp Sĩ Thiện Vũ đã áp dụng câu Phật ngôn này trong gia đình và cảm thấy mấy đứa con nghe xong được tịnh lạc. Nó không có cãi lại, đúng quá chứ sao cãi được nữa. Xà tu, đây là một cái điều chúng ta học những lời Phật dạy và áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Rất là tuyệt vời. Xà tu Sĩ Thiện Vũ. Rồi tiếp theo mời Sĩ Kim Nhung. Alo, hồi nãy giờ ngồi im ru, bây giờ mời cũng đưa tay nữa. Sĩ Kim Nhung đó thôi. Câu Phật ngôn này cho chúng ta một bài học là trong cuộc sống của chúng ta đã từng trải nghiệm và thấy rằng câu Phật ngôn này có lý hay không. Mời Sĩ Kim Nhung. Alo, Sĩ Kim Nhung ơi, là Sĩ Kim Nhung đâu mất tiêu rồi. Rồi bóp cô chạy lấy người rồi ha, hay là núp lùm ấy, giống như Sĩ Kim nói vậy. Alo, Sĩ Kim có núp lùm không? Không núp lùm. Mời không lên, không thấy bàn tay. Thôi mời Sĩ Mê Ta kinh nghiệm cuộc sống nè. Alo, xin mời Sĩ Mê Ta. Sĩ Mê Ta cũng im ru vậy. Thôi, thấy rồi, xà tu. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Dạ con xin ngài cái nít Phật giáo Nam truyền đó, nó che án cái nít của con đó, hết hơn phân nửa màn hình rồi, cho nên con còn có chút xíu à ngài. Dạ hồi sớm thì có một lần nữa nhưng mà con tắt nguồn, con làm lại thì đã hết rồi, bây giờ đã che như vậy nữa ngài ơi. Dạ bây giờ xin ngài bớt cái gì đó cho nó không có án cái nít của con. Dạ bây giờ con thấy được có chút xíu à. Dạ con không thấy ai có nghe được con nói hay không hay gì nữa. Dạ.
Dạ, không biết ngài có sửa lại giùm con không? Bây giờ con không có thấy được là ai, có ai nghe được con nói hay không nữa. Nó đen thui à ngài. Dạ, không biết quý vị có nghe được ta nói không quý vị? Cái màn hình bây giờ nó đen thui, thấy được có chút xíu thôi, không thấy được là tín hiệu gì trơn trọi. Dạ, con bây giờ con thấy là cô Thiện Vũ và cô Nguyên Tịnh cho biết đã nghe được. Dạ, rồi. Còn nhưng mà màn hình vẫn còn bị che chắn nhiều quá thôi. Không biết ngài có nghe được không? Thôi bây giờ quý vị nghe được thì con cũng xin nói trước hết là con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng với quý sư. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Thì hôm nay con nói thì có lẽ là những điều con nói đó chắc con cũng đã nói ở trong cái room này, nhiều người đã nghe nhiều lần rồi. Thì con thấy là nếu mà con lặp đi lặp lại hoài thì cũng rất là nhàm. Thì thôi thì con xin nói vắn tắt là con vào room này đó là năm 2017, cuối năm 2017, thì bây giờ là 4 năm. Thì trước kia con từ bên Bắc Tông con qua đây, thì con đến room Phật giáo Nam Truyền. Khi con bước vào đây thì cái đầu con về những cái gì ở bên Phật giáo Nam Truyền, từ tiếng Pali, từ cái gì cũng là một con số không. Con không biết gì hết, nhưng mà con cố gắng con học, là bởi vì con đã đến với Phật Pháp mà quá trễ. Quá trễ, con qua Phật giáo Nam Truyền là có hơn 70 tuổi rồi. Con nghĩ rằng con không biết chừng nào mà vô thường nó đến. Do đó con cố gắng con học. Và con rất là hoan hỷ để mà học. Bởi vì tất cả những cái gì mình nghe, mình thấy toàn là mới không. Mà trước kia thì không có được học kinh hay là được nghe giảng những cái bài kinh kệ gì của Đức Phật Gotama hết. Mà chỉ nghe thuyết giảng về những cái phần lớn là về cái kinh nghiệm cái này kia, chứ không có được nghe như ở Phật Nam Truyền. Cho nên con rất là hoan hỷ, lúc nào cũng muốn học 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 để biết, để có được cái vốn ở trong đầu, tạo được những cái ba la mật hay là tạo được những cái phước thiện. Do đó con cố gắng con học và cố gắng thực hành. Đó. Cho nên đến giờ phút này thì con thấy là con cũng tiến bộ được rất là nhiều. Con cũng nhờ cái room Phật giáo Nam Truyền online, tức là cái chùa ở trên trời, mà con có được một cái số vốn so với trước kia. Thì đối với con thì nó quá nhiều. Chứ còn đối với những vị khác thì không có được bao nhiêu đâu. Nhưng mà đối với con, từ con số 0 mà bây giờ nó cũng có được nhiều cái vốn liếng như vậy thì con thấy nó rất là nhiều. Và cũng như cô Kim nói là học như chưa bao giờ được học hay là học như chưa bao giờ chết. Thì con cũng đã nguyện. Và trong room này con cũng đã từng nói rồi
là con cố gắng con học đến khi nào mà cái tâm con không còn học được nữa. Tại nghĩa là con vô thường đến là con ra đi thôi. Mà con học mà con không hiểu gì hết nữa thì chắc chừng đó là ông không học nữa. Chứ còn còn hiểu được thì con cố gắng con học. Dù ít dù nhiều gì, hiểu ít hiểu nhiều gì, còn học được là con học. Và sau một thời gian coi như 4 năm, con học rồi con thực hành, thì con thấy là những điều mà con áp dụng theo những điều quý sư đã giảng dạy, thì con thấy là nó có rất là nhiều kết quả lợi ích đối với con, bản thân con và gia đình con. Và trước kia thì con cũng có cái tật hay nói lắm. Nói đây là vì con thương con. Con nghĩ là con nói để con truyền cái kinh nghiệm chủ của con, những lời mà con hiểu, con thấy là nó hay, nó tốt, đáng áp dụng thì con hay nói. Nhưng mà trước kia thì con nói thì con thấy là con ít khi nó trả lời, nó phản kháng lắm. Nhưng mà con thấy là nó không có nghe. Nó không nghe, nó không làm theo. Thì sau đó con vô đây con học thì con thấy là bây giờ con ít nói, con không nói nữa. Nhưng khi con muốn nói thì con cũng nhớ là mình nên nói lúc nào, nói như thế nào để cho có lợi cho con mình nó làm theo. Chứ còn mình nói nhiều quá chắc nó không nghe. Thì con làm thinh, con nói nữa. Nhưng mà con dạy nó bằng cái thân. Cái thân của con đem ra con dạy nó và con cố gắng con làm. Con làm như thế nào để cho nó thấy. Nhưng mà cũng may mắn là rồi từ từ xong nó cũng làm theo. Rồi nó cũng nghe rồi nó cũng hỏi han con như thế đó là sao hay là như thế nào. Rồi nó lại làm theo. Thì kết quả bây giờ thì con thấy là con đem cái thân giáo của con ra, con không nói nhiều nữa, hoặc là không nói mà chỉ làm thôi. Thì bây giờ nó có kết quả là từ cái đứa con trai của con đó, là trước kia nó không biết gì hết, nó không thuộc được cái câu mà Nam Mô Ta Sa nữa. Nó cũng không thuộc, nó không biết gì hết. Mà nó không làm theo nữa. Đi chùa thì nó chỉ vô, nó chụp hình, rồi nó nhìn này nhìn kia vậy thôi. Chứ nó không vô đảnh lễ Phật nữa quý vị. Nhưng mà rồi không biết như thế nào. Thì con nghĩ là cái duyên, cái phước của nó cũng như của con. Rồi bây giờ thì nó thuần thục lắm. Trước có lúc nó thất nghiệp, nó đi theo gia đình con, đi chùa cả gia đình luôn, hai vợ chồng, rồi ba đứa con cùng đi chùa, đi hết năm người. Thì nó vô rồi bây giờ nó cũng biết cúng dường trai tăng, thì nó cũng biết dâng vật thực, rồi nó cũng vô chùa, nó vô chánh điện, nó cũng đảnh lễ Phật, rồi nó cũng ngồi nghe, rồi nó cũng hành thiền. Nói chung là con bây giờ thì con thấy là con qua được nhiều cái lợi lạc, và qua cái sự tu tập của con trong 4 năm qua thì con hiểu được quý sư đã giảng dạy phải làm 10 điều pháp thiện này kia đó. Thì bây giờ con cũng đã làm cũng được, có một số phước, tạo được một số phước báo. Thì nhờ con tu tập, nhờ học hỏi, nhờ con nghe ở trong cái room ở trên trời này, mà giờ con có được cái nhiều cái lợi lạc như vậy. Và con cũng đã hứa trên room này, quý vị chắc cũng có nghe rồi, là con cố gắng
giàu ít giàu nhiều gì thì con cũng cố gắng con học cho đến cùng, đến lúc nào con không học được nữa thì thôi. Và qua cái câu pháp cú 102 này cũng như là câu 101 hay câu 100 thì những cái gì mình nói mà không có lợi ích, không đúng thời đúng lúc, không đem lại lợi ích thì con cũng hiểu được là nên hạn chế, không nên nói nữa, mà phải nói cho đúng thời đúng lúc, nói như thế nào để có lợi ích thì mới nói. Thì qua ba câu này chẳng những không phải 102 mà từ 100, 101, 102 thì con đã hiểu được như vậy. Và con cố con áp dụng, con cố gắng con học, muốn biết áp dụng được hay không thì phải học, học càng học càng nhiều càng tốt, con nghĩ như vậy. Cho nên con cố gắng hết sức mình, môn nào con cũng học câu pháp cú, con cũng nói dài dòng, không biết con nói dài dòng là trước kia con nghe sư Liễu Tông nói là kinh pháp cú thì cố gắng học đi, học cho thuộc, thì con cố gắng con học thật sự là con thuộc cũng gần được 10 câu. Nhưng mà rồi lần lần rồi cái con lo con học mấy môn khác như học vi diệu pháp hay là học này học kia, rồi cái con không có ôn đi ôn lại, rồi từ từ con quên. Giờ con nhớ chắc chừng 2 hay 3 câu gì đó thôi, chứ con cố gắng mà bây giờ nó quên rồi, con nhớ chừng 2 câu 3 câu gì đó. Dạ. Thì con thấy là văn ôn võ luyện thì mới được. Thì mình không ôn lại, không có luyện thì dần dần nó quên. Và giả lại cái lớn tuổi rồi thì mau quên lắm quý vị ơi. Cho nên phải ôn luyện, rồi phải cố gắng bằng mọi lúc. Và con bây giờ con được có được những cái thành tựu như vậy thì con cũng kính cảm ơn Ngài Trí Đức cũng như tất cả quý sư đã vào đây giảng dạy cho chúng con, cũng như thầy Kinh. Thì con cũng không biết nói gì hơn là con cũng chia sẻ những cái điều mà con có được sau 4 năm vào cái room này để học, rồi học với quý sư và thực hành những lời giảng dạy của Đức Phật. Thì một điều quá lợi lạc đối với con, và con vô cùng tri ân Đức Phật cũng như là tri ân quý sư, quý thầy. Dạ, thì bao nhiêu lời chia sẻ đó thôi, con cũng cảm ơn quý vị đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin trả mic lại cho vị khác. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con có nghe sư gọi nhưng con chưa kịp đến. Dạ, con xin sám hối quý sư với đạo tràng. Dạ, con thưa sư, nói chung thì cái phẩm ngàn, những cái câu học câu kinh pháp cú gần đây thì Đức Phật dạy mình là cái cách nói trong cuộc sống, mình nói như thế nào để đem đến lợi ích cho mình và cho người nghe. Đức Phật khuyên dạy như vậy, và con thấy cũng là cái điều này mình cũng nên rất là tốt, mình cũng nên áp dụng trong cuộc sống. Còn riêng đối với con á, thì lời nói của mình á, thì nó phải bắt lời nói mình nói phải nó bắt nguồn từ cái sự suy nghĩ, mà sự suy nghĩ của mình á, thì chưa chắc là đúng, tại vì có khi đúng với
mình nhưng mà không đúng với người khác, và đúng lúc này nhưng mà không đúng lúc khác. Thành ra là con thì riêng con thì con thấy là đúng với sai nói thì cũng chưa, nó cũng không có ý nghĩa gì. Với con thì con thấy là có khi là với mình đúng và người khác không đúng. Thành ra là có khi mình cũng nên nói và cũng có khi mình cũng không nên nói. Đối với trong gia đình á, thì đôi khi với mấy mấy đứa nhỏ của con thì lúc nhỏ thì con có hay nói, vì mình nghĩ mình thương nó, mình chỉ cho nó quên thì mình nhắc nhở, thì mình hay nói. Lớn mỗi người nó có một cái cuộc sống riêng và có một cái suy nghĩ riêng, thành ra nếu mình cần thiết thì mình nói, còn nếu mà nó không nghe thì thôi, vì nó có cái quan điểm của nó, thành ra là cũng cũng không nên nói. Hồi nhỏ thì có nói nhiều nhưng mà lớn lên thì cũng không nói nữa. Và trong cái đối với cuộc sống bên ngoài, với xã hội, với bạn bè, với những người xung quanh, thì con thì trước khi đến đạo thì con trước khi đến đạo Phật giáo Nguyên Thủy á, thì con cũng có hay nói, thì mình cũng hay tranh cãi đúng sai, mình cũng hay tranh luận. Mình nghĩ là mình đúng, mình nói, mình giúp người ta, nhưng mà sau đó thì mình nghĩ mình sai rồi, vì là cái đúng của mình chưa chắc đúng với người ta, và cũng chưa chắc là mình đúng nữa. Thế nên là con cũng không nói. Và sau này khi trở về Phật giáo Nam truyền thì con thấy điều đó là cần thiết, vì mình cũng không nên nói nhiều, vì cái thời gian của mình để mình học hoặc là mình hành tốt hơn là mình nói. Vì mình nói cũng chưa chắc người ta nghe và mình cũng chưa chắc đúng, nên là cũng không nên nói. Và khi mà học được những lời pháp thật, học vi diệu pháp, thì mình thấy là mình nên giữ cái tâm mình nó nhu hòa, mình nói ít thôi nhưng mà mình cái tâm mình nó bình an, thì vừa tốt cho mình vừa tốt cho người, và cũng không nên nói nhiều, vì những gì mình biết chưa chắc là đúng. Ví dụ như cái kiến thức của mình á, một cái cây nó thiệt là nhiều lá như vậy á, nhưng mà cái kiến thức của mình nó chỉ là một cái sợi gân trên một cái lá thôi, thành ra kiến thức của mình nó cũng chưa là gì, nhất là kiến thức về Phật pháp. Chỉ là một cái sợi gân trên một cái lá, mà cây thì nó rất là nhiều lá, thành ra kiến thức mình không là bao nhiêu, mình cũng không nên nói. Những gì mà ai mà biết, ai mà hỏi mà mình biết ngay chỗ đó thì mình chỉ nói ngay chỗ đó, còn mình cũng không nên giảng giải nhiều, vì mình cũng không biết gì nhiều, thật sự là mình cũng không biết gì nhiều. Do đó con cũng không nói mình biết gì thì ai hỏi thì mình nói ngay chỗ, chứ còn mà mình để giảng giải thì con cũng không dám. Nói chung là con cũng né những cái người mà hay tranh luận, hay nói nhiều, thì mình cũng cũng không nên gần gũi với người đó, vì nó làm cho cái tâm mình nó bấn loạn. Nên là sau này khi từ khi về Phật giáo Nam truyền những năm sau này, thì con thấy là bạn bè ngoài đời của con nó dần dần xa lánh, vì con cũng không hay đi uống cà phê, rồi cũng không đi đến lễ đám thì cũng không đến thì cũng không có nói chuyện nhiều, vì mình cũng chuyện nhiều họ gì để nói, mình cũng không có coi tivi, cũng không có nghe nhạc, thành ra ở ngoài đời mình cũng không có chủ đề gì để mình nói, thành ra tự nhiên mình cảm thấy mình bị cô lập, mình bị mọi người không thích nói chuyện với mình, vì mình cũng không có chuyện gì để nói với người ta nữa, và khi người ta nói mình cũng không trả lời được với những cái câu hỏi của người ta. Thành ra là tốt hơn là mình cũng nên xa lánh những cái cuộc uống cà phê, rồi tụ đám với nhau để chơi bời nói chuyện, thì sau này thì con cũng không còn nữa. Mình chỉ tập trung về chính mình thôi, mình quay lại với mình học pháp, hành pháp, và mình thấy mình nhỏ bé trong cái biển pháp mênh mông, do đó mình cứ phải cố gắng cố gắng. Và con cũng rất là may mắn là mình về được đúng đường. Trong những thời gian cuối đời này mình đã về với Phật giáo Nam truyền, mình đã về với chính mình. Dạ, con rất là may mắn, con thấy là mình là hạnh phúc. Dạ, con lời cuối cùng con kính tri ân Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính tri ân sư Trí Đức, con chỉ kính tri ân quý sư quý cô tu nữ. Dạ, kính tri ân bạn bè đã giúp con có cuộc sống được bình an. Dạ, con kính tri ân sư. Con xin xuống mic ạ. Dạ, con thấy bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính mời cô ạ. Dạ, sa thú lành thai. Cảm ơn sức
Kim Nhung. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Nguyên Thịnh đã cho biết nghe rõ. Dạ, thì hồi nãy giờ tự nhiên vào cũng hơi trễ vì ở Vĩnh Lộc á, công phu thì sư công phu tới 5 giờ 15 mới xong, cho nên lúc nào là tự nhiên cũng vào trễ. Qua câu Phật ngôn một tiêu rồi. Cái phẩm ngàn này á, thì hồi nãy giờ thì tự nhiên cũng nghe qua lời chia sẻ của chị Kim, chị Ta, Tina, Kim Nhung và Thiện Vũ. Thì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Một câu pháp cú 102. Dầu nói 100 câu kệ, nhưng không một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Đây là cái câu pháp mà của Đức Phật để lại rất là hay. Và những lời của Phật dạy, câu nào cũng hay hết. Nhưng mà nó có tùy theo cái câu pháp. Và nói về khía cạnh của người đời, thì người đời thường hay nói, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Có nghĩa là khi mà mình nói chuyện, mình tùy theo cái cảnh, tùy theo cái ngữ cảnh đó để mà mình chia sẻ. Ví dụ người ta đang làm cái gì đó mệt mà mình lại mình nói pháp là nó sai, có nghĩa là nó không đúng theo thời. Và nói cách khác nữa đó, thì nói theo pháp á, thì có pháp học, pháp hành mới có pháp thành. Khi mình học pháp á, rồi nói cách khác nữa đó, là phải có trí văn, trí tư và trí tu. Khi mà mình học, mình tập nghe, tập chia sẻ, đó là trí văn. Còn trí tư thì mình tập suy nghĩ, nói những lời nói vừa ý và cho đẹp, để mà chỉnh sửa những cái câu nói. Mà khi mà cái người mà có trí văn nhiều á, thì họ chắc chắn là họ sẽ khéo tu. Họ sẽ khéo tu. Cho nên á, khi mà chưa tu á, thì nói vô tư, có nghĩa là nói không nghĩ mình nói cái gì mà không biết mình nói cái gì. Khi mà mình tu rồi á, thật ra đó, mình nghe những cái lời nói mà người đối phương đối diện với mình á, nói chừng vài câu thì có nghĩa mình có thể đoán được cái người này có học pháp hay không có học pháp. Và nói cách khác nữa, thì đối với gia đình, đối với gia đình của mình á, con của mình có khi á, là mình nói nó nghe, nhưng mà ngược lại á, con của mình nói đúng mình phải nghe theo nó. Chứ mình đừng có nghĩ rằng suy nghĩ tao là mẹ mày. Lúc đó con mình nói mình không nghe lời nói nó, mà mình cứ chấp vào tao là mẹ mày, tao là cha mày, tao nói mày phải nghe. Nhưng mà trong khi mình nói sai, con mình nó phải trả lời. Nhưng mà phải, cái này là mình phải suy nghĩ cho dữ lắm. Cho nên là khi mà mình nói, hay là con mình nói con mình nghe, con mình nói mình nghe, đó là cái sự tương ưng với nhau giữa mẹ và con, giữa cha và con, giữa bà và cháu trong gia đình. Thì tự nhiên cũng xin
có một chút chia sẻ về kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm trong cái học pháp suy nghĩ. Và giờ này thì chỉ còn có vài phút, và không biết là Nguyên Tịnh còn đây. Nguyên Tịnh nãy giờ chắc cũng có muốn chia sẻ chi thì cô mời Nguyên Tịnh, còn 6 phút nữa. Nguyên Tịnh có nghe âm thanh của Địa Yên không? Dạ, kính mời Nguyên Tịnh. Mất. Dạ, bây giờ còn 5-6... có nghe. Rồi bây giờ còn vài phút, Nguyên Tịnh có thể chia sẻ những cái học và những cái kinh nghiệm của mình. Thời gian qua thì Nguyên Tịnh cũng vào trong Phật giáo Nam Truyền rất là lâu. Rồi bây giờ tự nhiên xin xuống mic nha. Nếu có điều gì sai, xin quý ngài và đạo tràng có thể chia sẻ để tự nhiên chỉnh sửa. Rồi bây giờ đã thấy tín hiệu của Nguyên Tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con thành kính đảnh lễ ngài Quán Không, con thành kính đảnh lễ đại đức Tể Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Dạ lâu quá con mới vào, con lên cầm mic để con đảnh lễ ngài Trí Đức và ngài Chư Tôn Đức. Dạ con nghe nói còn có mấy phút mà. Dạ lâu quá là con mới vào, con cũng bận việc. Dạ thật sự thì lâu khi con biết đến Nam Tông thì cũng do nhờ con đến rơm của ngài, rồi từ đó con mới đi. Con mới tìm hiểu về học Phật Pháp. Trong cái câu Phật ngôn này thì con nãy giờ con nghe các bạn đạo hữu và cô tu nữ đã chia sẻ rất là nhiều hết rồi. Con xin phép nói một chút về cái sự suy nghĩ của con. Thì con thấy khi mà được nghe những cái câu Phật ngôn, nghe những cái lời giảng, những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, thì con thấy đó là một cái hiệu năng của Pháp rất là may mắn được nghe những câu pháp và cái công năng của cái pháp. Khi mà mình nghe, mình lắng nghe và mình áp dụng, thật sự đem áp dụng trong cuộc sống thì mình sẽ lắng động lại, ít nói hơn. Không phải là gặp ai mình cũng im lặng, mà mình ít nói những cái lời thị phi, mình ít tranh cãi với những người khác hơn. Trong cuộc sống khi mà con thấy ở ngoài đời á, trong công việc thì luôn luôn trong cuộc sống thì mình không có cầu mong là lúc nào cũng là được an tịnh hết. Nhưng trong cuộc sống khi mình làm được á, thì cũng có gặp rất là nhiều người ganh tị, và người ta luôn gây trở ngại cho mình. Nhưng mà qua những cái quá trình, con thấy những lúc mà mình khởi lên, mình giận hơn họ, và khi được nghe pháp rồi đó thì cái tâm nó được chuyển hóa, và dần dần cách mà mình tiếp xúc họ khi họ làm những cái điều bất toàn nguyện với mình, thì ngược lại thì mình sẽ từ từ qua những cái giai đoạn là sẽ giữ im lặng,
Rồi sau một lời đó giai đoạn nữa, mình sẽ thêm một thức tiến nữa là cỡ mở hơn và biết nói hạ những cái bản ngã mình xuống và biết nói những cái lời nhã nhặn với mọi người. Thì khi mà mình cảm thấy nói những cái lời nhã nhặn từ chân tâm, tự nhiên thấy rất là quan hỷ khi mình không có còn mà tranh đua với người khác. Đó là thấy nhờ có Phật Pháp thì cái tâm nó dần dần nó chuyển đổi từng bước một và ít nói những cái gì mà không nên nói, và mình phải biết nói những cái lời tốt đẹp đến với mọi người thì thân tâm của mình cũng sẽ được an vui hơn, không tranh chấp với người khác, biết hạ mình xuống. Thì con cảm thấy là tự nhiên mình thấy trong nội tâm rất là vui hơn khi mà đối xử lại với người ta với cái tâm sân hận. Thì con chỉ biết, còn thời gian ngắn quá thì con chỉ biết chia sẻ vậy. Con chỉ thấy là khi mà mình biết lắng nghe và biết hạ mình thấp xuống và luôn luôn sẵn sàng lắng nghe người khác, và đừng có lúc nào cũng cho mình là đúng, thì tự nhiên cảm thấy mình không có gây kết quán với người khác thì tâm của mình sẽ nhẹ, rất là nhẹ, và không có lúc nào cũng mang đầu rất là nặng trĩu về những cái ân quán. Thì cảm thấy đó là hiệu năng của Pháp khi mình thực sự thực hành, thì những cái ác pháp lần lần nó sẽ lắng dịu lại. Và khi mình muốn nói gì, những cái lời gì mà nói tốt đẹp thì người khác sẽ cảm thấy an vui hơn, và cho dù người ta có xấu đi nữa thì dần dần người ta sẽ cũng dần dần người ta cũng chuyển hóa được, và con rất là tin những cái điều đó. Và con có chia sẻ sai thì con cũng xin Ngài Chí Đức Từ Bi và cho con Đức Tăng chỉnh sửa cho con. Dạ con kính gửi mít đến đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con kính chúc Ngài Chí Đức Đường có sức khỏe tốt, và con lâu lắm rồi con mới gặp lại được Ngài Quán Không. Con kính chúc Ngài có sức khỏe tốt. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ sa thú, cảm ơn Nguyên Tịnh, và cũng lâu lắm rồi Nhật Quỳnh mới nghe được âm thanh của Nguyên Tịnh. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, cảm ơn chị Metta Thiện Vũ, Nguyên Tịnh và Kim Nhung. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ từng tọa quán không, hãy đức tây đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ vi ba quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phước hạnh, cô tu nữ tài duyên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và hôm nay đường nét của con rất là yếu, con ra vào trong room phải mấy chục lần luôn, vào nghe được vài tiếng mới cát lên, chưa kịp gửi là nó không còn được nghe nữa. Nhưng mà tới giờ cháu thì giàu được nghe Nguyên Tịnh chia sẻ rằng hỷ, cũng như cô Tự Duyên. Và bây giờ thì hết giờ rồi, dạ, nên con cũng không có chia sẻ điều gì do Ngài, hồi giờ nên lại rung, dạ, do Ngài Chị Đức giao nhiệm vụ phải đóng rung, nên con có vài lời đảnh lễ với Ngài và chào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hương phước đã tạo được trong ngày hôm nay ha. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chúng con thành kính cầu mong chư thiên hộ trì chánh pháp mà chúng con đã tạo được trong ngày hôm nay do học pháp
thính pháp, thảo luận Phật pháp, để quý ngài tùy hỷ để đầu giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng cũng thành tâm cầu xin tất cả chư thiên, nhất là chư thiên ở chùa Ngọc Đạt ở tỉnh Thất, sư Văn Không Đăng Ngụ, chư thiên ở chùa Viên Giác cũng như chùa Pháp Luân, xin quý ngài hoan hỷ tùy hỷ với phước báo mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Và con cũng kính nhân quả phước mà chúng con đã tạo được trong ngày hôm nay đến với chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Cầu mong phước này trời viên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an đạt, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Và cũng do phước báo này, cầu mong cho tất cả chúng con được phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia điều quả phước ngày hôm nay đến với tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng điều nhau cả thảy. Ý đăng bùn nhân đi bana sabat cha yo ho tu. Ý đăng bùn nhân đi bana sabat cha yo ho tu. Ý đăng bùn nhân đi bana sabat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức ngài đã quan lâm vào trung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Nhật Bình kính cảm ơn quý bà, quý cô tôn nữ, với anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng kính pháp, kệ kinh, thảo luận Phật pháp và hỗ trợ đạo tràng. Một lần nữa, con xin thêm mặt ban hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính lãnh lễ cung thỉnh tôn đức quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa, con thành kính lãnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý bà, quý cô, tu nữ, quý